Trong thời đại công nghệ 4.0, Việt Nam đã có vô số những bước chuyển mình theo xu hướng. Theo đó, sự nhìn nhận về nghệ thuật cũng được khơi mở và hội nhập. Đi kèm đó là thách thức lớn trong việc giữ gìn nét đẹp mang giá trị truyền thống. Với dòng chảy công nghệ hiện đại, sự phát triển tiềm năng của ngành video, nhiếp ảnh, nghệ thuật sắp đặt và trình diễn khiến cho hội họa cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, hội họa truyền thống vẫn luôn có một vị thế riêng, mang đậm chất văn hóa Việt. Theo đó, triển lãm Gọi Bình Yên Về tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ mang theo hành trang của những tâm hồn đậm chất núi rừng và nguồn cảm hứng vô tận về cuộc sống, về văn hóa và tinh thần của thời đại. Với đa dạng các hình thức và chất liệu thể hiện, nhưng tất cả chung một sự hăng say trong sáng tạo nghệ thuật và niềm ao ước chinh phục cái đẹp. Nhóm tác giả tên tuổi như họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, họa sĩ Bùi Văn Quang, họa sĩ Lê Vấn và họa sĩ Mai Thị Kim Uyên đều chọn cho mình những lối diễn đạt riêng lẻ, mới mẻ trong nội dung và cũng rất đương đại trong các hình thức tạo hình. Điều này đã góp phần vào việc khẳng định vị thế nghệ thuật của các tác giả ở thời đại mới với những xu hướng mới trong sự kế thừa và phát huy các giá trị mỹ thuật qua nhiều thế hệ. Không có gì quý hơn bằng cái sự thanh bình, sự hồi bình và cái sự tư tắn trong cuộc sống của chúng ta. Và thông điệp của chúng tôi mang đến là muốn chắt lọc lại những cái vẻ đẹp đó và mang đến cho cái người xem được thấy được là cái vẻ đẹp cuộc sống không đi đâu xa hết, tồn tại trong ngay cuộc sống của chúng ta. Các họa sĩ đã bật cái tính chất thay đổi, dù là đương đại nhưng mà đã thay đổi cái lối đi đương đại, vẫn toát lên được cái nét của Tây Nguyên và cái chất, cái lửa của Tây Nguyên. Các hình thức thể nghiệm đa dạng như sơn dầu, lụa, điêu khắc, sơn mài giúp các họa sĩ thực sự khám phá đầy đủ bản chất của những chất liệu truyền thống và hiện đại, tận dụng được hết trọn vẹn các tính năng của những tư liệu sáng tạo nghệ thuật. Song không phải có đủ chất liệu là có thể dễ dàng có được những tác phẩm đẹp. Nó còn phải kết hợp với một tư duy nghệ thuật sáng tạo mới mẻ, một tư chất nghệ sĩ thuần túy và một tư tưởng hiện đại nhạy cảm với thời cuộc. Không chỉ để chinh phục bản thân trong hành trình sáng tạo nghệ thuật, mà người nghệ sĩ còn khao khát tìm kiếm sự đồng cảm từ những người xung quanh, đặc biệt là các thế hệ trẻ, những người cần thêm nguồn cảm hứng, lửa đam mê trên con đường thực hành nghệ thuật.